Tập 2. Sao chúng ta phải xem cái này vậy hả? Các cô không thấy, thông qua hình thức xem phim để chúc mừng công ty thành lập rất sáng tạo à? Thế chúng ta nên xem đồng bào Trung Quốc mới phải. Sao lại đi xem dưới giường của người hả? Vì xem đồng bào Trung Quốc mất tiền đấy. Cái này thì miễn phí. Tôi không chịu được nữa đâu. Chịu hẳn đấy, mở công ty là việc vui. Đi xem phim kinh dị đen đuổi lắm. Tôi lúc ở Manhattan đã được cố vấn tâm hồn tư vấn thế này. Chuyện gì cũng phải nhìn theo hướng tích cực. Tuy nó là loại phim kinh dị, nhưng nó cũng dự báo rằng chúng ta có thể dục sáng một đêm. Sao tôi lại có dự cảm công ty sẽ gặp xui xẻo thế? Làm gì đấy? Tôi đang đợi nó mở cửa. Thẻ cảm ứng này của tôi không nhạy lắm thì phải. Quyết cả nửa ngày cũng không thấy mở cửa. Đổi bộ cảm ứng mới, mất mấy nghìn tệ đấy. Khi nào công ty kiếm được tiền rồi tính. 5432. Chuyện gì thế? Chắc máy chấm công lâu quá không dùng, hỏng rồi đấy. Khi nào công ty kiếm được tiền rồi tính. Tốt quá. Sau này không cần chấm công nữa. Tốt cái gì? Không chấm công thì cô cũng coi như đến muộn rồi. Ngày đầu tiên đi làm cô đã đến muộn. Đây là biểu hiện của việc vô trách nhiệm. Tôi sai rồi CEO, chào buổi sáng. Bạch Phước Mai, cô cũng đến muộn hả? Cô tưởng tôi sung sướng lắm chắc. Sáng tinh mơ tôi đã đi rồi. Tôi còn phải đổi 3 tuyến xe bus đó. Tôi đổi 4 tuyến đây này. Cái nơi khỉ hậu cô gái này là ai tìm đấy hả? Hiểu lánh giả mang. Người có xe như hai người cũng phải suy nghĩ cho chúng tôi nữa chứ. Vừa hay tôi cũng định nói vấn đề xe cộ với mọi người đây. Đi theo tôi. Đây là gì? Một cái bánh nướng. Thiếu sức tưởng tượng. Đây là cái bánh xe. Vậy đây là gì? Ruộng. Cô ngậm miệng lại đi. Đây là BMW. Một dòng bánh xe gạch thêm hai đường là BMW. Vẽ ba đường thì là Mercedes. Vẽ bốn đường thì chính là Volkswagen. Chúng ta sẽ tấn công vào ngành ô tô. Sai. Ý tôi muốn diễn đạt là dưới sự dẫn dắt tuyệt vời của tôi, thành tích của công ty chúng ta sẽ càng ngày càng rực rỡ. Hơn nữa trong vòng một năm chúng ta sẽ sở hữu Volkswagen của riêng mình. Trong vòng 2 năm sẽ sở hữu BMW hay là Mercedes. Tôi hiểu rồi. Đây gọi là đối ăn bánh vẽ. Trưởng phòng, hay chúng ta cứ thực tế luôn đi. Phát thẻ giao thông nhé. Đừng gọi tôi trưởng phòng. Chúng ta là công ty. Nhờ cô gọi tôi là CEO. CEO. Còn chưa phân chia chức vụ của chúng tôi đâu. Tôi nghĩ xong việc này lâu rồi. Hệ soái. Cô là COO, tổng giám đốc kinh doanh, phụ trách quản lý và tài vụ của công ty. Bạch Phước Mai sẽ là CMO, tổng giám đốc thị trường, phụ trách tìm kiếm và duy trì khách hàng. Vậy tôi thì sao? Cô, UFO. UFO là gì? Chỗ nào cần cô thì cô hãy đến đó. Thế khác gì chân chạy giặc? Thông minh lắm. Cuối cùng cô cũng hiểu. Thế nên tiếp theo chúng ta cùng dọn dẹp. Nơi rộng lớn thế này, dọn dẹp có đến năm sau. Đúng đó, CEO. Ngân sách của chúng ta có thể gánh vác tòa công ty xa qua thế này sao? Bí mật thương nghiệp. Đi, đi, đi. Chào mọi người. Anh là ai?
Nghe nói có người đẹp gia nhập Toàn Gia đây, tôi đến tiếp đón. Tôi là hàng xóm của mọi người, làm việc ở tầng trên. Hân hạnh làm quen. Chào anh, chào cô. Chào anh, chào cô. Tôi vẫn chưa biết được hai cô tên là gì. Tôi tên Bối Lệ Lệ, cô ấy là Bạch Phước Mỹ. Anh thì sao? Gợi ý cho hai cô nhé. Tên của tôi có hai chữ, có thể tạo thành hai thành ngữ, nổi danh thiên hạ, uy phong lẫy lừng. Dạng Phong, Dương Quy. Đây là danh thiếp của tôi, nhờ mọi người giúp đỡ cho. Nhờ cô giúp đỡ. Mr. Mcclo, quản lý phòng gym, kiêm huấn luyện viên thể hình. Tôi còn có biệt danh là Cá Mập Biển Tình Yêu. Phòng gym tầng trên là của tôi. Rảnh rỗi có thể ghé chơi. Miễn phí hả? Cô gái này hỏi hay lắm. Tuần này là tuần sức khỏe thế giới, nên phòng gym chúng tôi đã tổ chức sự kiện khuyến mãi, chiết khấu 8% cho khách hàng. Thấy sao? Này anh đẹp trai, công ty chúng tôi vừa thành lập, thế nên còn chưa có doanh thu đâu. Xin lỗi anh nhé. Tiền là vật ngoài thân, sức khỏe là của mình. Einstein đã từng nói, sức khỏe mới là vốn liếng của cách mạng. Anh chắc là Einstein nói chứ? Edison từng nói. Ai thích nói thì nói. Tục ngữ có câu hay lắm: chủ động tìm đến cửa. Chỉ có ba loại: một là bán bảo hiểm, hai là bất động sản, ba là giao hàng. Những loại còn lại đều là lừa đảo. Cô đây mồm miệng sắc bén đấy, nhưng tôi thích. Cảm ơn. Rảnh chứ? Cùng ăn bữa cơm. Muốn hẹn tôi sao? Có nhà không? Có chứ. Nhà mua hả? Thuê. Có xe không? Có. Hiển nào? Phét đấy. Anh có tài sản lên đến 100 triệu tệ không? 9 giờ tối nay chuẩn giờ mở thưởng. Tôi thấy vẫn nên thôi thì hơn. Mấy cô gái bây giờ sao mà thực tế vậy? Không trông thấy hả? Tôi có cả một thể toàn cơ, hai cơ, ba cơ. Tôi vẫn thích ăn gà nướng hơn. Chim sẻ sao biết được chí chim hồng. Công ty cô có người đẹp nào nữa không? Có chứ. Công ty chúng tôi còn có một cô gái vô cùng gợi cảm. Chào. Chào. Anh là ai vậy? Nổi danh thiên hạ, uy danh lẫy lừng, Dạng Phong, Dương Quy. Làm quen nhé. Cô ghi gớm đó. Làm gì thế? Làm quen chút đi. Quen chưa? Quen rồi, quen rồi. Được rồi, được rồi. Sai rồi mà, ấn tượng sâu sắc đó. Được rồi. Bỏ tay ra đi. Mệt chết đi được. Đời này tôi chưa từng làm nhiều việc thế đâu. Chúng ta không thuê người dọn dẹp được hả? Cũng không biết CEO đi đâu mất rồi. Quét dọn sạch sẽ ghê đấy nhỉ. CEO, lẽ nào cả ngày nay anh đang chơi game vớ vẩn này hả? Cái gì mà game vớ vẩn? Không hiểu đừng nói bừa. Tôi tan làm đây, mọi người cố gắng nhé. CEO, cả ngày anh cắm đầu vào chơi game, cẩn thận đụng trúng đầu đó. Sao thế? Lại ù tai à? Phải đó. Kể từ sinh nhật lần trước cứ bị ù tai mãi, cũng không biết là bị làm sao. Được rồi, tôi cũng xong hầm hầm rồi. Có muốn tôi đưa các cô về một đoạn không? Được chứ, yêu của tôi. Thôi thôi, để tôi nghỉ lát đã. Hay CLO, cô cứ đi trước đi. Tôi và Lệ Lệ nghỉ một lát rồi đi tàu điện ngầm về. Ok. CMO, UFO, tạm biệt. Tạm biệt COO. Chốc nữa phải đi mất 4 tuyến xe mới về đến nhà nữa. Công ty chuyển đến chỗ xa thế này, mỗi ngày tôi phải ngủ ít đi 1 tiếng đồng hồ. Biết đâu hoàng tử bạch mã của tôi sẽ cầu hôn tôi trong giấc mơ 1 tiếng đó thì sao? Chắc chúng ta nên chuyển đến gần công ty một chút. Đúng đó. Hay chúng ta thuê chung nhé. Ý hay đó. Đúng chứ. Làm việc hả?
Vụ bạo lực có ở đây không? Anh đến đúng lúc lắm. Qua đây. Chuyện là chúng tôi muốn thuê nhà gần đây. Anh có biết nhà nào ổn tí quanh đây không? Biết chứ. Biết hả? Nói nghe xem nào. Tốt quá rồi. Mình đang sầu não tiền thuê nhà đắt quá đây. Có hai người họ đóng tiền thuê nhà giúp mình. Sau này tiền tán gái đã có người trả hộ rồi. Cô muốn thuê phòng sao lại không nói sớm? Tôi có một tin tốt và một tin cực tốt. Hai cô muốn nghe tin nào trước? Tin tốt. Tin tốt chính là trên tầng có phòng đang cho thuê, vô cùng thích hợp cho hai nữ ở. Nghe được đó. Vậy thì cực tốt thì sao? Tin cực tốt thì tôi đây chính là chủ nhà của căn nhà đó. Tôi có thể cho hai cô thuê với giá rẻ nhất, tiền thuê giảm một nửa, miễn phí wifi, thế nào? Sao tôi lại thấy đây là tin xấu nhỉ? Xem phòng chứ. Được thôi, được thôi. Được gì mà được. Nói cô biết, không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống đâu. Nhìn cái dáng vẻ háo sắc của anh ta đã biết không phải người tốt rồi. Thương lượng xong chưa? Bàn bạc xong rồi. Chúng tôi quyết định suy nghĩ thêm. Đừng suy nghĩ lâu quá nhé. Buổi tối ở đây kinh dị lắm đấy. Kinh dị? Cô không biết sao? Nơi này trước đây là bãi tha ma. Sau khi dỡ bỏ đã bị mất một hộp tro cốt. Mỗi tối ở trạm tàu điện ngầm đều có người nghe thấy một cô gái váy trắng la hét: hộp tro cốt của tôi đâu? Hộp tro cốt của tôi đâu? Được rồi đấy. Cô nhìn anh ta đi, rõ ràng là đang bị chuyện. Cô đừng đừng bám chặt thế. Đừng có bám chặt vậy chứ. Người ta nhìn sẽ hiểu lầm đó. Làm gì có ai? Chẳng một bóng người. Tôi không phải người hả? Cô đừng dọa tôi. Gan bé thế hả? Tro cốt. Tro cốt. Tiếng gì vậy? Hình như có người đang kêu tro cốt. Tro cốt. Tro cốt. Tôi thấy cô ấy đang nhìn tôi. Cười. Đừng sợ. Tro cốt. Cô ấy có bóng. Chắc là con người rồi. Nhưng tôi thấy lạnh lắm. Các cô có nhìn thấy tro cốt của tôi không? Bị điên hả? Cổ Phi. Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi. Tôi đến đây. Tôi đến đây. Tôi đến rồi. Tôi đến rồi. Cô giỏi thật đó. Bình thường đi làm, ừ thì đi muộn cũng được. Giờ đến ngày chủ nhật ra ngoài dạo phố mà cô cũng đến muộn được. Cô đúng là thầy câu giờ. Hôm qua về đến nhà muộn quá, tôi không dậy nổi sớm. Xin lỗi, xin lỗi mà. Cô đừng giải thích. Chẳng phải cô nói với tôi tìm được trên mạng một căn phòng vừa đẹp vừa rẻ sao? Cô hẹn tôi đi cùng thế này. Chuyện đó có đáng tin không? Đáng tin. Tôi thề chắc chắn đáng tin.
Xem thoải mái. Chơi gì vậy? Chơi chim. Chim đâu? Bị tôi đùa chết rồi. Anh làm nghề gì vậy? Tôi vừa xuất viện tâm thần nên vẫn chưa có việc. Cái chỗ cô tìm kìa, đáng sợ quá đó. Đừng nản lòng mà, vẫn còn một căn phòng siêu rẻ nữa. Chỉ 400 tệ thôi, 400. Cô tỉnh táo lại đi. Cô còn dám nói 400? Giá mai táng bố còn không rẻ thế. Không đâu. Hướng sáng đúng là được đó. Tôi đã bảo với hai cô rồi, giờ thuê nhà không dễ đâu. Chỗ của tôi đây, môi trường tốt, giá cả rẻ bèo, lại có anh chàng đẹp trai ở đối diện, sôi đèn cũng khó tìm đó. Đúng. Thế nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, chúng tôi vẫn quyết định đến đây ở. Nhìn thấy những kỳ chân dị bảo trước mặt này không? Có dám chuyển vào trong giúp tôi không? Dám chứ, đi nào. Ngầu đếch. Nhưng nhiều đồ thế này, đi thang máy đi. Tòa nhà này có thang máy hả? Có chứ, bí mật đó. Chủ tòa tự xây dựng thôi, không cho người ngoài dùng. Bây giờ để hai cô dùng coi như nhân từ một chút. Mau lên. Chủ tòa. Sao tôi chưa từng nghe kể về chủ tòa này chứ? Anh ta sống ở tầng trên cùng, không thích nói chuyện với người lạ. Mà tôi cảnh cáo hai cô nhé, đừng dạy dây dò anh ta. Quá ra anh không phải là chủ nhà sao? Sao tôi lại không phải là chủ nhà chứ? Phó chủ nhà cũng là chủ nhà mà. Nhận ra được đúng là quá tệ. Vì hợp đồng thuê nhà chúng tôi phải ký với ai? Chủ tòa. Nhưng hai cô chỉ cần ký tên ở đây là được. Được chứ? Mấy việc còn lại cứ giao cho tôi, được chưa? Được rồi, không thành vấn đề. Cái này cứ giao cho chúng tôi, những gì khác giao cho anh. Không phải, cũng phải giúp anh đây một tay chứ. Có cơ hội cho anh khoe cơ rồi đó. Tôi đợi rồi. Thang máy này cứ rắc rắc rắc. Chắc không nhốt người ta ở trong đây đâu nhỉ? Không đâu. Tôi dùng thang máy bao lâu nay chưa từng thấy nó hỏng. Cô bị muỗi cắn hả? Không có. Dạo này bị ảo giác, cứ nghe thấy tiếng chim kêu thôi. Chắc cô bị ù tai rồi. Chẳng trách. Không thể đeo tai nghe nữa. Thế cũng tin hả? Ngốc sao? Để tôi cho. Bên này là phòng của tôi, bên này là phòng của hai cô. Hoan nghênh. Vào trong đi. Thế nào? Tuyệt vời không? Bừa bộn quá. Cô đến ở gấp quá, tôi chưa kịp dọn dẹp thôi. Rất tốt. Rộng rãi thoáng mát. Dọn dẹp chút là được. Được rồi. Thế thì ký hợp đồng luôn đi. Được rồi. Xong rồi. Cảm ơn. Chờ đã. Lệ Lệ, với tư cách là phó chủ nhà và một người đàn ông, chúng tôi thấy anh nên làm việc gì đó chứ. Là sao? Anh hiểu mà. CEO, anh coi chỗ này là phòng game sao? Bối Lệ Lệ và Bạch Phước Mỹ đâu? Họ nói hôm nay phải chuyển nhà. Tôi cho họ nghỉ rồi. Chuyển nhà? Chuyển đi đâu? Xin lỗi anh. Chân tôi. Cú ngã dối trá quá đi. Bản vàng.
tôi phải đi bệnh viện thôi. Cái gì nhỉ? Cái gì? Cái gì đó đi. Cái gì? Cái gì đó hả? Thế cũng được. Lại kiếm được tiền rồi. Cá mập gọi chủ tòa. Chuyện gì? Ký xong hợp đồng rồi. Mời anh xem. Đã làm xong chuyện. Giao cho anh chưa? Anh yên tâm, tất cả được tiến hành theo kế hoạch của anh. Tôi sẽ trông chừng mọi hành động của họ. Tốt. CEO, sau này nhớ tôi không tìm được anh, cứ đến đây tìm là thấy, đúng không? Lại chết rồi. Tôi hỏi anh, căn phòng này anh ký hợp đồng thuê nhà với ai vậy? Bí mật thương nghiệp. Dương Quy, anh từng gặp chủ nhà chưa? Chưa, làm sao hả? Tôi thấy việc này hơi kỳ lạ. Bạch Phước Mỹ, giấy dán tường của tôi bị rách rồi. Cô có kêu không? Sao cô lại muốn đi Paris thế? Ngày đầu tiên vào công ty, chủ tịch đã nói nhân viên xuất sắc của công ty sẽ có kỳ nghỉ miễn phí ở Paris. Tôi thấy mình nhất định có thể trở thành nhân viên xuất sắc, thế nên được đến Paris đã trở thành mục tiêu phấn đấu của tôi. Mục tiêu phấn đấu của cô? Đơn giản quá đó. Cuộc sống vốn dĩ đơn giản mà. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều đặt mục tiêu đơn giản cho bản thân, sau đó cố gắng hoàn thành nó. Như vậy tôi sẽ cảm nhận được bản thân dần dần tiến bộ. Hồi nhỏ, Mao Đậu hàng xóm nhà tôi ngày nào cũng được ăn trứng ấp la. Mục tiêu của tôi chính là được ăn trứng ấp la, sau đó đã thành hiện thực rồi. Sau này đi làm, tôi muốn có một người bạn tốt. Cuối cùng tôi đã quen được một người bạn thân này đây. Gặp được người bạn thân như tôi, coi như cô hời rồi đó. Mục tiêu cuộc đời tiếp theo của cô đáng dễ là có bạn trai, thay vì đi du lịch ở Mỹ chứ. Tôi không muốn có bạn trai đâu. Tại sao? Từ nhỏ tôi đã bị đàn ông bắt nạt rồi. Hồi nhỏ bị bắt nạt, đi làm ngay cả kiều giật tiều cũng bắt nạt tôi. Chưa từng có cậu con trai nào tốt với tôi. Tôi cũng không biết vì sao nữa. Để tôi nhìn kỹ cô xem. Tôi biết rồi. Trời sinh cô đã có gương mặt dễ bắt nạt. Tôi còn không nhịn được muốn déo một cái. Đau. Đáng ghét. Tôi có một. Dừng. Không đánh lại cô được chưa? Bạch Phước Mỹ, mục tiêu cuộc đời cô là gì đây? Mục tiêu cuộc đời tôi là sớm ngày thoát khỏi cuộc sống cơm áo gạo tiền, tìm được một người đàn ông nắm tay đến già, sinh hai người con, nuôi một chú chó, mua một đống túi. Kiều Nhật Tiều cũng là con nhà giàu đó. Sao cô không hẹn hò với anh ta đi? Tôi có nguyên tắc của mình nhé. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Nguyên tắc này thì được. Tôi còn chưa dán giấy dán tường nữa. Cô có kêu dán không vậy? Có đó. Công ty có. Đi nào. Lớn tướng rồi, còn sợ sấm sao? Sao tôi cứ thấy có gì đó đi theo chúng ta vậy? Đừng tự dọa mình nữa. Có ma. Có ma. Cái gì? Ma không đầu. Đâu hả? Đồ hâm này. Cô tự dọa mình đó. Đi nào. Tối đêm mò đến đây đúng là hơi hãi. Sợ thì bật đèn đi. Tôi tìm thấy kêu dán rồi. Đi thôi.
Không được, không thể chết giữa đường được. Sao vậy? Rất rõ ràng, sấm chớp làm chập điện. Tôi thấy hơi sợ rồi. Đừng sợ, bật đèn là được. Gan cô to từng nào thế? Mau đi thôi, xôi vào đi. Gì thế này? Lại đi. Không được. Chuyện gì vậy? Đừng nóng, đừng quản, đừng run chứ. Tôi gọi điện cho hệ soái. Alo. Cái gì? Có ma? Còn là ma không đầu hả? Muộn rồi, mau đi rửa mặt đi. Cái gì? Cô lôi đâu ra lắm đến thế? Cô quên rồi sao? Lúc chúng ta rời khỏi công ty, hệ soái đã mang hết đồ đi đó. Ngay cả cái kim cũng không để lại. Tổng giám đốc hề giỏi thật đó. Vừa biết quản lý, vừa biết tính toán. Nghe nói cô ấy còn biết võ nữa. Tôi cũng không rõ, chưa nghe thấy ai nói bao giờ. Theo tôi đoán, việc này không đơn giản vậy đâu. Khán giả nghe đài thân mến, vụ án tiêu điểm hôm nay sẽ kể cho mọi người nghe một vụ án có thật. Chủ nhà cấu kết lừa đảo, đặt ra cái bẫy thuê nhà. Vụ các cô gái trẻ ngây thơ lọt bẫy. Dù sao cũng đang rảnh, để tôi kể chuyện nha. Được đó, tôi thích nghe kể chuyện lắm. Tôi cũng thích nghe kể chuyện lắm. Cô kể chuyện đi. Để tôi xem nào. Suýt chút nữa thôi. Nghĩ xong chưa? Được rồi, được rồi. Trước đây có một cô gái làm việc ở một công ty quan hệ công chúng. Cuộc sống mỗi ngày đều vô cùng nhạt nhẽo. Người đó là cô à? Sao cô biết? Để tôi đổi câu chuyện khác. Trước đây có một cô gái, cô ấy ở cùng với đồng nghiệp của mình. Người này lại là cô. Sao cô lại đoán trúng rồi? Tôi đổi câu chuyện khác. Trước đây có một cô gái. Được rồi, không cần nói nữa. Tôi biết người này vẫn là cô. Đoán trúng rồi. Như này đi, để tôi kể cho. Trước đây có một cô gái. Là cô? Không phải chứ. Vào một buổi tối, cô ấy cần đến công ty làm việc. Trăng thanh gió mát, bỗng dưng có tia chớp xòe qua, tất cả đèn của công ty đều vụt tắt. Cô ấy vừa thắp nén lên thì ngay vào lúc này lại nghe thấy tiếng ghế động đậy. Sau đó là tiếng đứng dậy khỏi ghế, đi qua đây. Âm thanh ngày càng gần, ngày càng gần, ngày càng gần. Muộn vậy rồi sao? Tê cả chân. Bỗng dưng cô ấy nhớ đến, ở ngay trong căn phòng kia từng có đồng nghiệp chết vì tăng ca kiệt sức. Cứ hễ đến đêm là có người nghe thấy tiếng anh ta vẫn đang làm việc. Cho đến khi anh ta tìm được người thay thế mình. Có một ngày, anh ta đã tìm được một cô gái ấy. Anh ta tính toán mở cửa, cố gắng sức mở tay nắm cửa. Chờ đã, sao tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa? Nơi này thực sự có ma tăng ca sao? Chính là anh ta đó. Lẽ nào tôi phải làm ma thay thế sao? Không đâu, đừng sợ. Kiều Nhật Tiều thuê chỗ này cũng vì rẻ đó thôi. Chắc chắn vì chỗ này có ma nên mới rẻ thế.
Tôi đã bảo cô đừng sợ mà. Vừa nãy tôi bị chuyện thôi, đừng sợ. Đừng sợ, chúng ta vào trong xem đi. Một, hai, ba. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Lúc tôi ở Manhattan, đánh chết anh. Giọng nói này, Manhattan. Manhattan. Mau nghĩ cách khiến anh ta tỉnh lại đi. Làm gì vậy? Mất điện rồi không vào được đâu. Thế phải làm sao? Đi theo tôi. Chẳng phải mất điện rồi sao? Sao lại mở cửa thang máy được? Chủ tòa tự lắp máy phát điện cho thang máy riêng. Anh ta tưởng mình anh ta biết, chứ thực ra bị tôi phát hiện lâu rồi. Đi thôi. Chuyện gì thế này? Cô gái à, lần đầu đến chưa hiểu quy tắc rồi. Nói cô biết, thang máy này có một lỗ hàng. Số tầng chỉ được ấn từ nhỏ đến lớn. Tôi ấn 2 rồi. Cô không ấn được 1 đâu. Có thang máy kỳ quặc vậy hả? Chủ tòa xây dựng, có vài lỗi là chuyện bình thường. Còn lâu tôi mới tin chuyện tâm linh thế. Cô biết đọc chữ không? Bên đó viết gì? Nhìn thấy chưa? Quy tắc thang máy. Thang máy, không phải máy chơi game. Sao mà ấn thế được? Tôi muốn ra ngoài, tôi phải ra ngoài. Không tuân thủ quy tắc, hậu quả nghiêm trọng lắm đấy. Chẳng hạn, chết máy. Vậy phải làm sao? Chúng ta bị nhốt ở đây mãi mãi sao? Trách cô thôi, tự dưng phát điên ấn lung tung. Giờ hay rồi đấy, không lên được mà xuống cũng không xong. Thang máy này có chức năng tự khởi động lại. Đợi đó tự sửa chữa lỗi là được rồi. Vậy mất bao lâu? Chưa biết. CEO, đáng sợ quá. Vừa nãy tôi bị hai người đánh. Sao hai cô lại ở đây? Chúng tôi xuống tầng lấy keo dán. Sau đó thấy anh nằm ở đó nên lập tức cứu anh ra ngoài. Cảm ơn. Nơi này nguy hiểm quá, chúng ta mau giải tán thôi. Nhưng cửa tự động hỏng rồi. Không sao, tôi biết cách mở tay. Chậm quá. Phải đợi bao lâu nữa hả? Theo kinh nghiệm của tôi, ít nhất mất một tiếng. Một tiếng. Tôi bị nhốt ở nơi rách nát này một tiếng sao? Cũng đâu có đáng sợ thế. Trước đây tôi còn bị nhốt 12 tiếng này, suýt nữa phá kỷ lục châu Á đó. Tôi không chịu được nữa rồi. Không chịu cũng phải chịu thôi. Để tôi giới thiệu cho cô nha. Thẻ hội viên của phòng gym Mr. Mitchell chúng tôi nhé. Cô nhìn này, chúng tôi có thẻ hội viên bình thường, thẻ hội viên VIP và thẻ hội viên siêu VIP. Phòng gym giới dẫn của anh không có một bóng khách. Anh nên lắm thẻ thế làm gì chứ? Không giấu gì cô, trước đây nơi này định xây trung tâm thương mại, nhưng sau đó lại thay đổi thành dự án. Xây được một nửa lại dừng. Ông chủ nợ một đống tiền, chạy mất luôn. Tôi làm thuê ở đây, lại là anh em với nhau, nên đành phải gánh vác thay thôi. Cô có nhìn thấy số khách đến tập gym đó không? Đều là khách đã làm thẻ trước đó. Tôi không kiếm được đồng nào đâu. Anh chính là hiệp sĩ mâm trong truyền thuyết hả? Tiếp mâm. Tôi đội nồi còn tốn sức đến tận giờ đấy. Tôi chưa từng thấy ai
mở phòng gym ở ngoài thành phố cả. Kinh doanh phát đạt mới lạ. Cô làm sao vậy? Tôi không thở được. Cô che kính mặt vậy tất nhiên là không thở được rồi. Cô phải thả lỏng, hít thở sâu. Tôi đang hít thở đây. Cô như vậy sẽ không còn sức đâu. Nào học theo tôi, hít, thở. Nào nào. Tôi rồi, xem ra ngựa sắp chết rồi. Không được, tôi không thể thấy chết không cứu. Ra tay thôi. Cô che kính mặt nhìn thấy gì hả? Cô bỏ tay xuống đi. Cô nghe tôi nói đi, bỏ tay xuống. Cô như vậy tôi... Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Tiếng gì vậy? Nghe thảm thiết quá. Sao tôi cảm giác có hơi biến thái nhỉ? Con người cô, lấy ơn báo quán hả? Chiến sĩ có thể chết, không chịu dùng. Thù này phải báo bằng được. Ba không đầu. Nghe thấy không? Hình như có cô gái nào đó đang kêu gào thảm thiết. Lẽ nào ma có thật sao? Xong đời. Qua bên này rồi. Không ngờ cá mập biển tình yêu như tôi lại chết cùng với cô gái đàn ông. Anh nói cái gì hả? Vô cùng xin lỗi. Thanh Long xuất hải quyền. Người trong thang máy là hai người sao? Hai cô vừa kêu thảm thiết lúc nãy hả? Quá ra không có ma. Cái bóng đen vừa nãy là hai người sao? Cái gì vậy chứ? Nhất định là ảo giác. Đừng xoay nữa, mệt quá. Đánh hắn đi. Kiều Mộ Ngư. Anh quen anh ta? Đúng vậy. Anh ấy là anh trai tôi. Cái gì? Sau khi về nước, anh chưa gặp lại em. Anh còn tưởng em vào bệnh viện tâm thần rồi. Hóa ra em ở đây sao? Để tôi giới thiệu với mọi người. Tôi chính là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ này. Kiều Mộ Ngư, chắc mọi người từng nghe qua rồi chứ? Chưa. Cái đó là gì? Đây là phát minh mới nhất của tôi. Tên là đồ dạo bước thực tế ảo. Nó có thể mô phỏng trạng thái trọng lực ngoài hành tinh, cung cấp cho cô trải nghiệm dạo bộ. Có nó, tôi có thể chuẩn bị sẵn cho mình tâm lý đại diện cho con người đến thăm người ngoài hành tinh. Vừa nãy đúng lúc đang làm thí nghiệm trên tầng thì bỗng nhiên mất điện, nên tôi xuống xem. Trên tầng. Anh chính là chủ tòa trong truyền thuyết sao? Tất nhiên. Cả tòa nhà này là của tôi. Vậy là cái văn phòng này là thuê của em? Phải đó. Sao em không nói sớm? Lúc đầu em không biết đó là anh. Ngày đầu tiên lúc mọi người đến, em nhìn qua camera mới biết. Sao em không ra mặt hả? Đừng đánh giá một thiên tài như em chung với người thường như các anh. Màn xuất hiện của em phải khiến mọi người kinh ngạc. Em đã chuẩn bị 10 năm cách xuất hiện, nhưng tiếc là không dùng được cái nào. Giờ anh phải để em liếm trải kinh ngạc mới đúng. Thế giới này nhỏ thật đó. Không ngờ hai người họ lại là anh em ruột. Nhưng chị thấy anh em họ chẳng giống nhau chút nào. Nghe có thấy cái dáng vẻ của Kiều Nhật Tiều lúc đó không? Khiến em nếm trải kinh ngạc. Buồn cười quá đi mất. Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá. Chuyển nhà, rồi lại đến chuyện ma quỷ. Giống như bộ phim vậy.